Xin chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo ngày hôm nay. Trước đây mình đã chia sẻ cho các bạn cách uh, thu hồi tin nhắn riêng chia với cũng như là trong uh, nhóm trên uh, Zalo thì bây giờ mình tiếp tục chia sẻ với các bạn cách thu hồi uh, tin nhắn trên uh, Messenger Facebook, cái tin nhắn của cá nhân cũng như là tin nhắn riêng và tin nhắn uh, tin nhắn nhóm trong trong nhóm này các bạn. Trong nhóm thì bất cứ một loại tin nhắn nào, tin nhắn hay file ảnh hay là video hay bất cứ file nào các bạn đều có thể thu hồi được bất cứ thời gian nào thì trước đây thì zalo là nó không có cái tính năng đó nhưng mà phải làm qua nhiều bước rất là khó thì các bạn mới thu hồi được và hiện nay zalo đang tìm cách khóa những cái chức năng đó lại nhưng đối với facebook thì hiện nay những cái phiên bản mới thì người ta đang mở rộng cái tính năng này để cho phép chúng ta là à, thu hồi tin nhắn à, các bạn mà vô tình lỡ gửi có một cái câu chuyện, cũng như một cái gì đó, cái file gì đó, trong đối với cái bạn làm việc, cũng như là giao tiếp xã hội, cũng như là người ta yêu nhau đến lúc mà chia tay hay mọi vấn đề trong ngoài xã hội, mà ta gửi lên vô tình người ta không cần, người ta không muốn còn lại những kỷ niệm đó nữa mà ta muốn thu hồi lại cái tin nhắn thì uh, trên zalo thì khó nhưng trên facebook bây giờ là cái tính năng đó là đã có để chúng ta thu hồi lại thì mình nghĩ rằng facebook làm cái tính năng này là rất hữu ích và Uh, có ích đối với xã hội hiện tại bây giờ có nhiều trường hợp những mối quan hệ nó rất là phức tạp thì bây giờ chúng ta chia sẻ cái uh, cách để chúng ta thu hồi tin nhắn messenger Facebook ví dụ bây giờ trước tiên chúng ta sẽ làm cái thu hồi tin nhắn uh, trên uh, cá nhân thì đầu tiên các bạn vào vào Facebook này sau đó các bạn mở cái messenger ra ví dụ đây tôi thu hồi tin nhắn của cá nhân ví dụ trong một trường hợp này cùng một đồng chí của chí quân phạm này ví dụ đây cái tin nhắn bất cứ thời gian nào các bạn bất cứ mua lại tin nhắn nào nhé ví dụ chúng ta muốn thu hồi một tin nhắn đây ví dụ tin nhắn này thì các bạn hãy ấn giữ ở màn hình bạn hãy ấn giữ vào cái đó nhé sau đó bạn nhìn thấy cái chữ là có chữ gỡ ở cuối cuối màn hình này bạn hãy ấn vào chữ gỡ này nó sẽ nó ra cái gỡ ở phía bạn nếu như chúng ta chọn gỡ ở phía bạn thì chỉ có chúng ta bên phía chúng ta thôi chứ còn tất cả là bên kia người ta vẫn nhìn thấy nhưng nếu các bạn mà ấn vào chữ thu hồi đây Bạn ấn phía bên thu hồi này thì cái tin nhắn này sẽ được thu hồi cả phía người khác và phía chúng ta là bên đấy chỉ cả, chỉ có nhìn thấy là bạn đã thu hồi tin nhắn còn đối với lại à, à, video thì các bạn ấn giữ vào video ví dụ tôi thu hồi cái tin nhắn đối với bạn này gửi bất cứ thời gian nào nhé cái video đây là không 5 phút thì các bạn ấn giữ vào nó xong bạn cũng ấn gỡ này nó xong bạn thu hồi thì cái video này sẽ được thu hồi đó bạn đã thu hồi một tin nhắn chứ không phải bạn xóa nhé xóa thì loại khác Đấy, bạn xóa hoặc bạn gỡ phía anh trước đây thì những cái phiên bản ngày xưa thì nó ghi này gỡ bây giờ nó đã ghi hẳn cho chúng ta cái chữ gọi là thu hồi thế còn trường hợp trong nhóm thì chúng ta làm nào ví dụ như là chúng ta vào một cái nhóm này ông đây cũng là một cái nhóm nhé tin nhắn thì bình thường chúng ta thu hồi hẳn một cái video các bạn nhìn này, này. chặn ấn đây ấn giữ vào cái video đó thì chúng ta ấn gỡ đây, cái video không 0.17 giây thì bạn ấn gỡ này. Các bạn ấn thu hồi thì nó thu hồi cho cả nhóm. Không ai còn nhìn đến nữa nhưng nếu các bạn gỡ ở phía bạn thì chỉ có mình bạn thôi thì các bạn ấn thu hồi này. Đó. Thì cái video đó sẽ gỡ ở tất cả các thành viên trong nhóm sẽ còn không nhìn thấy nữa mà tất cả nhóm. Đây các bạn đây. Đó các bạn tiếp tục thu hồi cái 1 phút 45 giây các bạn ấn gỡ này. Đó. Thì chúng ta đều gỡ được những cái phiên bản này Những cái uh, video tất cả các loại ảnh Rồi là uh, file giấy tờ Rồi các loại file phiên bản uh, tài liệu Thứ chúng ta đều có thể làm theo cách rồi có thể gỡ được Thì có rất nhiều bạn đã vô tình lỡ ở trên cái nhóm Cũng như là trong cái cá nhân mà qua lại xã hội ràng buộc chúng ta không biết cách nào thì chúng ta hãy làm như thế nhé thì chúng ta thu hồi lại ít nhắn thì cái video này mình chia sẻ nó cũng rất là đơn giản nên các bạn đều có thể làm được thì bạn thấy hai video hay thì hãy cho mình một like cũng như là chia sẻ và các bạn hãy đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của mình còn nhiều bạn mà không thu hồi được cái tin nhắn cá nhân cũng như là trong nhóm trên zalo thì các bạn hãy vào những cái video mình đã chia sẻ cách đây gần một năm các bạn nhé thì rất nhiều bạn đã làm được và đồng hành cùng với mình nhiều bạn khó khăn không tin nhắn đến cá nhân riêng trong mối quan hệ phức tạp thì các bạn nhắn tin cho mình và mình đồng hành của bạn trong 48 giờ và các bạn đã làm việc thành công thì quan điểm của các bạn ấy là muốn cảm ơn nhưng đối với mình thì mình chưa là lấy bất cứ một cái vật chất nào của một người nào đôi khi mình đã giúp đỡ các bạn mặc dù là đi mấy ngày đó là quan điểm của mình nhé xin chào tình biệt các bạn chúc các bạn có nhiều may mắn trong cuộc sống tạm biệt các bạn